thành viên WIV gây tranh cãi dữ dội khi sử dụng trang phục liên quan đến Nhật Bản và tội ác chiến tranh tại Việt Nam trong album tái xuất. Mới đây, cư dân mạng quốc tế nói chung và Việt Nam nói riêng tiếp tục tranh cãi dữ dội trước nghi vấn một thành viên của nhóm nhạc WIV của nhà SM Entertainment đã mặc chiếc áo với một phụ kiện gợi nhắc đến tội ác của người Mỹ gây ra với người dân Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh. Cụ thể, cách đây ít giờ, nhóm nhạc WIV đã cho đăng tải loạt poster quảng bá cho album hoàn chỉnh đầu tiên trong sự nghiệp của họ Awaken The World Concept, được chọn là những bộ vest được cách điệu, đính đầy các phụ kiện và trang sức được mặc ngoài áo sơ mi, thắt cả vạt. Mọi chuyện không có gì đáng nói khi trang phục của thành viên Kun lại bị netizen lập tức soi ra một chi tiết vô cùng nhạy cảm. Cụ thể, ở poster riêng của Kun, khán giả có thể thấy rõ hơn trang phục của anh. Bộ vest xanh đen được đính đầy các huy hiệu và kim băng, đáng chú ý ở vị trí, trên ngực phải của Kun có một mảnh vải hình vuông được kẹp lên phía trên túi áo. Mảnh vải này có dòng chữ Asian Orang giờ được đặt trên nền caro trắng đen, chính dòng chữ trên mảnh vải này là nguồn cơn của mọi sự tranh cãi. Dòng chữ Asian Orang giờ, chất độc màu da cam trên miếng băng trang trí đính vào áo của thành viên Kun. Asian Orang giờ không còn quá xa lạ với người Việt Nam, đó chính là cơn ác mộng suốt bao thế hệ người dân chúng ta, với cái tên được dịch ra là chất độc màu da cam. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1950-1975, người Mỹ đã sử dụng loại chất độc có chứa dioxin không màu đã gây ra cái chết cho vô số đồng bào, là một ký ức đau thương của dân tộc. Máy bay Mỹ giải chất độc màu da cam trên một cánh rừng. Chất này đã được quân đội Mỹ sử dụng quy mô lớn trong giai đoạn 1961-1971, khiến rất nhiều vùng ở miền Nam bị nhiễm độc nghiêm trọng. Không chỉ vậy, trên chiếc huy hiệu màu vàng gài phía trên bên trái của áo từ thành viên Win-Win, khán giả tinh mắt cũng có thể phát hiện dòng chữ đầy thô tục và tiêu cực đến Nhật Bản. Đây không phải là lần đầu tiên Win-Win dính phốt về phục trang, khi trước đó anh cũng bắt gặp mặc chiếc áo có dòng chữ khá thô tục là MILF Hunter, trong đó MILF viết tắt của Mother I Love To F, ám chỉ việc quan hệ với những phụ nữ trung niên, Hunter nghĩa là thợ săn. Nhưng lần này câu chuyện đã đi quá xa và gây phẫn nộ vì việc gợi nhắc tội ác chiến tranh, cũng như dùng từ thô tục, nhạy cảm chính trị hoàn toàn không thể chấp nhận được. Hiện tại, sau khi nổ ra làn sóng giận dữ xoay quanh trang phục nhạy cảm của hai thành viên WIV, Label V đã thông báo hoãn phát hành phiên bản vật lý album mới nhất của WIV để ra soát và chỉnh sửa lại các hình ảnh này. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.